Còn bây giờ cũng sẽ là một tâm điểm chú ý đang được rất nhiều người dân quan tâm trong thời gian vừa qua, đó chính là câu chuyện về việc đề xuất áp niên hạn chung cư là 50 năm. Nhiều người dân đang sống ở tại chung cư đang rất lo lắng về đề xuất của Bộ Xây dựng về áp niên hạn cho các chung cư cũng như cấp sổ hồng cho các căn hộ chung cư có thời hạn chỉ từ 50 cho đến 70 năm. Và đứng trước thông tin này thì có rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau, rất nhiều người đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Những người mình đã sở hữu chung cư rồi thì không muốn là chung cư của mình bị mất giá. Tuy nhiên những người mà chưa sở hữu một căn hộ chung cư thì lại mong muốn là các căn hộ này rớt giá cùng với chính sách 50 năm này để mình có thể có cơ hội để sở hữu. Rất nhiều ý kiến khác nhau và bài toán không nằm ở việc sở hữu như thế nào mà bài toán nằm ở việc là sau từng đó năm thì tài sản của người dân mua sẽ được quản lý ra sao và mức giá sẽ được định như thế nào để không gây thiệt hại cho người dân. Và đây cũng là một câu chuyện được rất nhiều người quan tâm. Vâng, đúng là như thế, đặc biệt là với đời sống đô thị hóa khi mà các căn nhà chung cư mọc lên rất là nhiều. Và rõ ràng rằng là để việc được sở hữu một căn chung cư thì không phải là dễ dàng với phần lớn người dân. Và chính vì thế mà khi có đề xuất của Bộ Xây dựng thì những câu hỏi như chúng tôi đã đề cập tới quý vị đó là tài sản sở hữu riêng, sử dụng lâu dài và được pháp luật công nhận, sau khi hết hạn sử dụng là 50 năm thì người dân có bị đẩy ra đường sau khi bỏ tiền tỷ ra để mua hay không? Với rất là nhiều những phản ánh, tuy nhiên hầu hết đều cho rằng quy định về thời hạn sở hữu căn hộ chung cư là không phù hợp. Trong đề cương luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ chung cư, sổ hồng theo tuổi thọ thiết kế các tòa nhà chung cư có thời hạn thay vì vô thời hạn như từ trước đến nay. Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất hai phương án, một là sổ hồng cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn lâu dài như hiện nay, hai là chung cư chỉ ở thời hạn 50 đến 70 năm. Sau khi được công bố, đề xuất này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân đang sinh sống ở chung cư, những người có dự định mua căn hộ chung cư và cả những nhà đầu tư các dự án chung cư. Mình biết 50 năm đấy là rất là lâu, nhưng mà cảm giác tự nhiên là như kiểu mất nhà như thế nào, dù được đền bù nhưng vẫn không thích. Mình nghĩ là nếu mà nó 50 năm nó thấp hơn thì sẽ tạo điều kiện cho một số bạn trẻ ạ. Ví dụ như kiểu là các bạn ấy chưa có đủ điều kiện kinh tế để mua hay như thế nào thì các bạn sẽ chọn. Theo nhận định của các chuyên gia, vấn đề pháp lý cho căn hộ 50 năm khi hết hạn thời gian sử dụng vẫn chưa được quy định rõ ràng và có hướng giải quyết cụ thể. Vì vậy, khi đưa ra quy định này thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng với tâm lý của người dân đã sở hữu một tài sản lớn như nhà ở. Nếu quy định thời hạn ngắn thì rất khó kích thích nhu cầu mua nhà chung cư của người dân sau này. Cái câu chuyện là sau 50 năm, thế cái nhà chung cư đó sẽ là của ai? Thời hạn sở hữu có được gia hạn hay không? Và nếu không được gia hạn thì sẽ xử lý như thế nào? Đặt ra bài toán rất lớn, kể mặt lý luận và mặt thực tiễn pháp luật cũng như là cái quyền lợi của người dân cũng như là quyền lợi của chủ đầu tư và chính quyền địa phương khi mà tiếp quản, tiếp nhận lại cái dự án bất động sản. Nhiều ý kiến cũng cho rằng dân số Việt Nam đang gia tăng dẫn đến áp lực về đất đai, nhà ở, căn hộ chung cư trở thành sự lựa chọn của nhiều người dân bởi họ khó có thể vừa mua đất nền vừa xây dựng nhà ở với giá bằng một căn hộ chung cư, cho nên dù xây dựng nhà trên đất nền hay căn hộ chung cư thì cũng đều là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân, cần được pháp luật bảo vệ.